Em chào các bác ạ. Video này thì em chia sẻ đến các bác một chiếc bếp Paloma độ mới còn cực kỳ cao nhé. Chiếc bếp này thì chưa có hề một cái vết chấm sơn hay là một cái vết xước nhỏ nào, còn rất là mới. Thành vách bên trái đây ạ. Thành vách bên phải này. Một chiếc bếp Paloma mặt men có độ bền cực kỳ cao, dòng nồi đồng cối đá. Em nhắc lại là dòng nồi đồng cối đá nhé. Dòng núm vặn thì siêu bền luôn các bác ạ. Không giống như dòng phím nhấn, phím vặn thì cực kỳ bền nhá. Tâm cảm biến chạm đáy nồi này, tâm cảm biến chạm đáy nồi đo được nhiệt độ nồi lên đến 200 độ thì nhỏ vùng lửa, 250 độ C thì tắt lửa và khóa ga. Một đôi kiềng bản rộng chắc chắn thì chịu được trọng lượng lên đến 30 cân. Mâm nhiệt của nó thì sẽ là bằng đồng nguyên khối ạ. Đây, đồng nguyên khối rất là đẹp. Mâm nhiệt của nó thì còn vuông thành sát cạnh này, chưa có dấu hiệu bị bếp tên là gì? Không phải. Chưa có dấu hiệu bị oxy hóa hay là hoen dỉ gì các bác nhé. Đấy, còn rất là đẹp này. Họng của nó này, kim đánh lửa này, thủy ngân chống trào này. Nước trào ra thì bếp sẽ tự động tắt lửa nhờ cái cảm biến thủy ngân này các bác nhé. Đây. Đó, rất là đẹp. Phía trên của nó thì sẽ có cái phần thoát hơi nhiệt của lò nướng ở phía dưới các bác nhé. Hai vùng đó phía trên và một chiếc lò nướng ở phía dưới ạ. Lò nướng thì mình nướng cá, nướng thịt, nướng tôm cũng được, nướng gì cũng được các bác nhé. Mình nướng trứng, nướng những cái món đồ khô thì mình cho trực tiếp xuống khay này để khay nướng được rộng hơn. Còn mình nướng thịt, nướng cá, nướng mực thì mình cho lên cái vỉ phía trên này các bác nhé. Đấy, rất là tiện lợi khi mà mình vừa nấu bên trên, vừa nướng ở bên dưới. Mình tiết kiệm cái không gian, thời gian nấu nướng. Đây, lò nướng thì rất là sáng này, lò nướng inox nhé. Lửa tầng, lửa lò nướng cũng cực kỳ đẹp luôn. Các bác nhìn thấy biểu tượng hình con cá có cái túp năng ở đây là cái chức năng của lò nướng các bác nhé. Đây, lửa lò nướng này. Lửa lò nướng một tầng lửa thì cực kỳ rộng rãi luôn. Khoang nướng rộng rãi thì diện tích nó nhiều thì mình nướng những cái đồ vật nó to hơn. Đó. Khay nướng thì rút ra tháo vào vệ sinh dễ dàng các bác nhé. Bếp thì sử dụng IC nguồn để làm nguồn đánh lửa. IC để làm nguồn đánh lửa nên là cần một đôi pin đại này. Đôi pin này thì mình mua cả tạp hóa, cửa nên dung lượng sẽ có từ 15 đến 30 nghìn tùy vào chất lượng pin ạ. Em bật công tắc lửa thì các bác thấy này. Bếp lên cực kỳ xanh luôn nhá. Bếp rất là xanh. Thời tiết hôm nay thì hơi nồm một chút nhưng mà bếp lên cũng cực kỳ xanh luôn. Lửa rất là xanh, chứng tỏ là nhiên liệu đã được đốt cháy hoàn toàn, không lo bị rò rỉ ra ra bên ngoài, không lo thất thoát ga. Một năm nhà mình sử dụng 5 bình ga thì đối với những cái dòng bếp này thì mình chỉ sử dụng 4 bình ga thôi các bác nhé. Lửa của bếp Nhật thì rất là xanh. Tuy là nó sẽ không cháy với diện tích lớn nhưng mà nhiệt nó sinh ra cực kỳ lớn các bác nhé. Nhiệt nó sinh ra cực kỳ lớn thì giúp chúng ta tiết kiệm ga. Thứ hai là đồ ăn, đồ uống sẽ nấu chín nhanh hơn này. Em đứng xa ra một chút các bác thấy được ngoại thất của bếp con này rất là đẹp. Ngay bây giờ bên trái thì em test tính năng nước cạn tắt lửa khóa ga này. Bếp bên phải thì em test tính năng gió thổi tắt lửa khóa ga các bác nhé. Em cho nhỏ lửa sau đó em thổi này. Đối với tính năng gió thổi này thì 5 đến 7 giây sau thì sẽ khóa ga. Còn đối với tính bếp bên trái thì đạt đến 200 độ thì sẽ nhỏ vùng lửa. Và 250 độ C thì sẽ tắt lửa và khóa ga luôn. Cực kỳ tiện lợi các bác nhé. Điểm đặc biệt nữa là bếp bên trái, bếp bên phải, em xin lỗi là bếp bên phải thì sẽ có phím 3S hỗ trợ này. Tức là trong trường hợp mình không muốn lửa tắt đi, mình muốn lửa cháy lớn liên tục. Trong trường hợp mình rang đồ khô hoặc là mình nấu những cái món cần nhiệt lửa lớn, ví dụ như là rau muống hoặc là thịt bò, thì mình dùng cái phím 3S này nhá. Đây mình nhấn. Đây mình dùng cái phím 3S này, mình nhấn vào đây 1-2-3 giây thì mình sẽ thấy cái chấm này sáng thì lửa sẽ cháy liên tục và không ngắt các bác nhá. Rất là tiện lợi ạ, rất là tiện lợi. Đấy, mình không dùng thì mình tắt đi thôi ạ. Đấy. Em bật. Đối với tính năng gió thổi lúc nãy em vừa thổi thì không may là em lại test cái tính năng 3S nên là em lại test lại các bác nhá. Đây. Bếp bên trái thì đã tắt nhỏ lửa này. Bếp bên trái đã tắt lửa và tắt lửa xong thì sẽ khóa ga luôn. Đó, nước cạn tắt lửa khóa ga. Gió thổi tắt lửa cũng sẽ khóa ga. Đây, các bác thấy không ạ? Gió thổi tắt lửa cũng sẽ khóa ga nhé. Rất là an toàn trong trường hợp mình không có tại vị trí bếp nhé. Không có lo bị cháy nồi hoặc là không lo bị cháy thực phẩm ở bên trong. Trong khi hai bếp còn hoạt động nhưng mà đã khóa ga. Em thử một lần nữa để các bác trải nghiệm này. Còn tính năng nước trào tắt lửa khóa ga thì mình có thể trải nghiệm khi mà mình mua bếp về sử dụng các bác nhé. Chiếc bếp này thì em đang bán giá ưu đãi
trong cái ngày đầu năm mới là 2.100.000 đồng. Các bác ưng cái chiếc bếp này thì liên hệ với em theo số điện thoại 0982035091 ạ. Bên em thì sẽ bao ship các bác nhé, miễn phí ship vận chuyển toàn quốc, bảo hành bếp là 12 tháng và đồng hành cùng các bác trong thời gian sử dụng. Nhà em thì còn rất là nhiều mẫu bếp khác chức năng. Các bác nào mà không ưng cái mẫu bếp này muốn tìm một mẫu chức năng khác thì liên hệ với em nhé. Em sẽ chọn một con bếp khác phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như là giá thành phù hợp với cái nhu cầu của mình. Em xin được kết thúc video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo nhé.